không khí lạnh tràn về, miền Bắc trở mưa, vùng núi có nơi lạnh dưới 19 độ C. Theo tạp chí Người đưa tin, không khí lạnh bắt đầu tràn về từ chiều tối nay ngày 21 tháng 9, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tây Nguyên, Nam Bộ, Nam Trung Bộ mưa rải rác vào chiều tối và tối. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 21 tháng 9, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo diễn biến không khí lạnh trên đất liền khoảng đêm ngày 21 tháng 9 và sáng sớm ngày 22 tháng 9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ngày 22 đến 23 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Trên biển, dự báo thời tiết từ gần sáng ngày 22 tháng 9, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm từ chiều tối ngày 21 tháng 9 đến đêm ngày 23 tháng 9, ở khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngoài ra, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Đêm qua đến sáng nay, ngày 21 tháng 9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Bắc Bộ, Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 20 tháng 9 đến 8 giờ ngày 21 tháng 9 có nơi trên 90mm như Khe Lá, Nghệ An 195,2mm, Châu Lý, Nghệ An 111,8mm, Hồ Cù Lây, Hà Tĩnh 92,6mm. Dự báo diễn biến mưa lớn từ ngày 21 tháng 9 đến đêm ngày 22 tháng 9. Ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 60 đến 120mm, có nơi trên 180mm. Từ chiều tối ngày 21 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9, ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Ngoài ra, ngày 21 tháng 9, ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Sơn La, Hòa Bình và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Chiều tối và tối ngày 21 tháng 9, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo ngày và đêm ngày 23 tháng 9, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Miền Bắc sắp đón không khí lạnh kèm mưa, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội là bao nhiêu? Ghi nhận từ chuyên trang Đời sống và Pháp luật, theo dự báo từ các chuyên gia khí tượng, 10 ngày tới, từ 20 đến 29 tháng 9, miền Bắc mưa dông cục bộ kèm không khí lạnh yếu sau chuyển nắng nhẹ. Theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới, từ 20 đến 29 tháng 9, thời tiết Bắc Bộ còn mưa lớn cục bộ kèm không khí lạnh yếu sau giảm mưa, hửng nắng, tăng nhiệt. Cụ thể, từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Đồng bằng, phía Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Tại Bắc và Trung Trung Bộ, đêm ngày 19 tháng 9 và ngày 20 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, các khu vực khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm ngày 20 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9,
khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Các khu vực khác có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực Nam Trung Bộ, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 21 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9. Tại Bắc Bộ, từ ngày 21 đến 22 tháng 9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Bắc Trung Bộ, từ ngày 21 đến 22 tháng 9 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Trung Trung Bộ, từ ngày 21 đến 26 tháng 9 có mưa rào và dông rải rác, thời gian tập trung mưa vào chiều tối và tối, sau có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng thời tiết Hà Nội, từ ngày 20 đến 22 tháng 9 vẫn có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2-3. Từ 23 trở đi đến cuối tháng phổ biến không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, nhiệt độ thấp nhất ban đêm từ 24 đến 27 độ C, trời nắng dịu mát. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 9, tháng 10 tới và xu hướng gia tăng tần suất, cường độ mạnh dần từ tháng 11. Không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ, tần suất trong tháng 12 năm 2024, tháng 1 năm 2025. Hiện tượng rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm rét hại kéo dài khoảng 5 đến 8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá, mưa tuyết ở khu vực vùng núi cao Bắc Bộ. Dù không khí lạnh được dự báo bắt đầu xuất hiện từ tháng 9, nhưng nhiệt độ trung bình tháng 9, tháng 10 trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng từ 0,5 đến 1 độ C. Tháng 11 phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Hiện tượng rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12 năm 2024, tương đương so với trung bình nhiều năm. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2025, rét đậm rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm rét hại kéo dài khoảng từ 5 đến 8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi khu vực Bắc Bộ. Dự báo từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông sắp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm là 5,9 cơn, trong đó số cơn đổ bộ vào đất liền cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm là 2,9 cơn và tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh thành phía Nam. Đề phòng khả năng bão, áp thấp nhiệt đới hình thành ngay tại biển Đông. Khả năng hình thành vùng áp thấp mới ảnh hưởng đến vịnh Bắc Bộ. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có văn bản gửi các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc triển khai ứng phó với vùng áp thấp và mưa lớn trong những ngày tới. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21 đến 22/9, rãnh áp thấp có khả năng hình thành vùng áp thấp ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Biển Đông và vịnh Bắc Bộ. Từ ngày 22 đến 23/9, một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khả năng xuất hiện mưa to diện rộng ở phía Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến 9. Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết nguy hiểm và mưa lớn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết nguy hiểm trên biển và thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền, bao gồm cả tàu du lịch đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đối với trên đất liền, các tỉnh, thành phố triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để khơi thông dòng chảy và chủ động di rời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Sẵn sàng phương án tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.
tổ chức vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, công trình đang thi công. Sẵn sàng phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động và kiểm tra, rà soát, triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản.